Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 42. Ma đến cầu giới. Hồng Kông trong vài năm gần kề thường bị chấn động không an, phần vì thiên tai, phần vì nhân họa đã không ngừng phát khởi. Truy nghiệm điều này cho chúng ta biết, đây cũng chính do nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm mà thành. Vì muốn cứu vãn vận kiếp này, Ngài đã mượn đạo lực của đại chúng nguyện cầu cho chúng sanh thoát khỏi ách nạn. Thế nên, nhân ngày Phật Di Đà đản sanh, ngày 17 tháng 11 năm 1952, Ngài cử hành Pháp hội niệm Phật 7 ngày. Mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Vì chùa nằm trên núi nên người ta phải vất vả và tốn nhiều thời giờ mới đến nơi. Tuy vậy, họ vẫn tới tham dự đông đảo. Đến chiều tối ngày thứ năm của khóa Phật thất, lúc thời hương thứ sáu vừa tàn, bỗng nhiên có một con quỷ nhập vào bà Trương Quả Vũ, rồi bà quỳ xuống khẩn cầu Ngài truyền tam quy ngũ giới. Ngài chấp nhận lời thỉnh cầu. Lúc truyền giới vừa xong thì bà Trương cũng vừa tỉnh lại. Những người tham gia pháp hội lúc đó nức nở khen: quỷ cũng biết cầu giới, chẳng lẽ con người không biết tu hành sao? Ha ha ha, 问什么的说呵。